mình trở nên tội nghiệp trong mắt ai đó. Đến khi mà người ta đã thật sự người ta chia tay rồi á, bạn có làm cái gì người ta cũng không quay lại. Bạn có tội nghiệp, bạn có dằn vặt bản thân như thế nào người ta cũng không quay lại, bởi vì người ta đã chọn đi rồi. Hãy để cho người ta giữ cho mình cái hình ảnh đẹp để một lúc nào đó người ta nghĩ lại, người ta vẫn thấy à quý cái thời gian đó. Hôm nay họ chê bạn hiền, ngày mai họ chê bạn khờ, đây chính là người yêu bạn. Thường phê bình bạn nhưng lại khẳng khái giúp bạn, đây chính là quý nhân. Bạn giúp đỡ họ cả trăm lần mà họ không ghi nhớ một lần. Ngược lại khi bạn